bữa nay là ngày cuối tuần của gia đình mình, dẫn con đi đâu đi chơi. Cả nhà có khỏe không? Bữa nay mình đi đi ngồi Phật á. Phật cái này là nó là sở thú. Sở thú hả? Của người Nhật á. Nó đây vô công viên của người Nhật nha, nó nằm trong sở thú luôn. Japan Japanese hả? Japan Phật Japanese hả? Ok, đi cùng gia đình mình cả nhà ơi. Không khí bữa nay nó cũng đỡ lạnh rồi. Đậu mùa ấm luôn á. Con gái mình không chịu đậu mùa ấm. Đi cùng mình cả nhà ơi. Từ thứ 2 tới thứ 5, 9 tới thứ 2 giờ. Rồi từ thứ 6 tới thứ 7 là 9 giờ tới 10 giờ. 1 giờ. 1 giờ hả? Dạ. Yeah. Mà điều quan trọng nhất là đi vô đây phải đóng tiền vô cổng. Cả nhà biết bao nhiêu không? 6 đồng. 6 đồng muốn đi bao nhiêu tiếng cũng được nha. In here? That's okay. Thì nó chưa lâu lắm rồi, bữa mấy làm dùng cái vô đây chơi cho thú thôi. Đâu có đâu làm gì. Là bông hồng màu đỏ. Yeah, nhìn rất là đẹp luôn đó. Còn bên này, đây là bông hồng màu trắng hả? Màu trắng. Cái này bông hồng màu trắng. Này. Bông rất là bự luôn. Rồi, còn bên này bông hồng màu hồng đủ thứ bông luôn. Rồi xuống rồi, xuống cô cái khôi. Dạ, yeah, còn ở dưới này là gì? Là lá khô. Đủ loại bông, cái này là một vườn bông hồng luôn á cả nhà. Thôi đi, được rồi. Một vườn bông hồng luôn đó. Yeah, một vườn bông hồng luôn rất là xinh. Wow, cái này là cái này đi, cái này nhớ quê quá. Nghe tiếng chim hót nữa. Nhớ quê quá trời luôn á nha. Cái này là phải hát một bản là biết khi nào chờ quê quê hương thăm lại cánh đồng thăm con đường làng xưa. Đường làng quanh co bên hàng tiếng lai. Tào lao quá Lisa. Nghe chim hót thấy vui không? Bên kia nó có một bụi trúc kìa anh ha. Trúc không? Trúc rất là đẹp luôn ha. Yeah. Điện hồi lạnh ha. Yeah. Thì bên này bông hồng ở chỗ này trồng bông hồng ha. Cái này là trồng bông hồng. Cái này mà em gửi lại đi mùa hè đẹp hơn nữa đó. Dạ yeah, bây giờ nó chưa ra lá chưa hoa mà. Này là trúc nè anh, trúc nhỏ này thấy không? Mùa hè này em nghĩ là mùa hè đẹp hơn nữa. Cái này cái vườn Nhật này á, đa số là nó trồng bông hồng ha. Vườn Nhật này đa số nó trồng bông hồng luôn rồi. Bông hồng không kìa. Ô con sóc kìa cả nhà ơi, con sóc kìa anh. Nhìn coi kìa nó leo kìa. Thì biết rồi. Kìa. Có gì đâu. Em đi về. Cái này cái vườn Nhật này nó trồng bông hồng toàn là bông hồng. Đây lá cơ. Cảnh đẹp ha. Cái này trời bữa nay nó không có lạnh lắm, nó mát, nhưng mà đi hồi lạnh á. Ok các anh, thấy cái bông đã giờ bắt đầu nó nở bông không? Cái này là mùa hè rất là đẹp luôn nè. Nè, cái chậu bông này, cái cây bông này nè. Cây bông này chưa bằng cái gì? Anh đào hả? Không, anh đào không?
Sakura, Sakura hả? Dạ. Hồi đó anh con. Màu trắng bên kia này nè anh. Bên kia này nè anh. Ừ. Yeah. Yeah. Oh. Ok. Thấy không? Con nít ở đây á là ngồi lắm nha cả nhà. Con nít ở Mỹ này rất là ngọt. Nhưng mà mình đi á, nó để cái bảng là mình không có được đi xuống dưới đó, là mình xuống dưới đó là nó cầm lên mình là mình không có được đi. Ồ, cái khô kìa, đây đi. Hồ cá hả? Ồ, đi qua cái cầu á. Rồi, đi nhanh, 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 đi qua cái cầu. Qua cái cầu gì nữa. Ê, bữa nay mình có cái mũ tí đẹp không? Cưng quá không? Rồi nhà trong này có cái gì không đó đây? Ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Một chiếc thuyền con bé tẹo teo. Oh yeah, right here cả nhà ơi. Ô có Phật nữa nè. Có hình Phật nữa kìa. Có hình tượng Phật nữa kìa. Cả nhà ở đây có cái một cái sông. Nó có một cái sông. Ô bên kia nước chảy kia nè. Cái sông gì kìa. Ô cái hồ nó là. Ô con rùa hả? Dạ có rùa, nó có một cái hồ ở cái nhà. Nó để Phật Phật Bà Văn Âm nữa cái nhà ơi. Cái đó Phật gì vậy anh? Phật Thích Kế, Phật Bà Văn Âm. Đi qua kia quay cái kia nữa kìa. Đẹp quá kìa. Bước qua làm sao mà đi qua cái cảnh kìa anh. Trời. How you go over there? Cái khôi, cái khôi. Ồ, cá hả? Ồ, oh, ok. I go over there. Oh, where you go? No, nó có người kia nhá. Nhưng mà muốn đi mà kêu cẩn thận kêu té. Coi kia nhà đầu á. You wanna go? Yeah, you guys just stay here. Yeah, they go over there, go. I think they have a way there. Okay, come here, daddy. Come here. Hold on. Đây lên. Wow, đẹp ghê không kìa. Nhìn thấy thương không? Nước trong cũng sợ luôn. Từ cái này là nước từ cái này nè. Cái này giống như đi khám phá thiên nhiên á cả nhà ơi. Nguồn gì nước nó bơm ra cái nguồn này nữa. Ổng nước nó thấy dầm dầm á.
ống nước này cả nhà, xong nó bơm nó chảy từ trên này nó chảy xuống. Ống nước trầm trầm nè. Rất là xinh, nhưng mà dù sao nó cũng rất là đẹp đó. Bữa nay là tình tứ vũ khí, vũ khí, vũ khí. Mấy kia cũng đẹp nữa chứ. Ủa mấy nhỏ mất rồi. Ra cái cầu này đi. Cái cầu này, cái cầu này kêu bằng cầu gì để em đặt cái tên cầu nè. Cầu này là cầu là ước nguyện tình duyên của hai chúng mình. Cháu mình một vô hành được không? Không có chụp, đang quay phim mà chụp hình vậy. Ồ, mùa lạnh ké khôi đi vô mất. Mùa lạnh ké nó không có bơi lên rồi. Mùa hè xuống đây lại. Đẹp quá ha. Cảnh rất là đẹp luôn á. Người ta đi cũng rất là đông nghe cả nhà. Người ta còn dặn con người ta đi rất là đông luôn đó. Biết rồi đi. Nè, trời ơi, con ngỡ đi nè. Nó đi mất rồi. Nó đi hồi lẹt nó bây giờ. Nó đi mất rồi. Chỗ này đâu có đường rẽ. Đó. Chỗ này không có đường rẽ. Ê. Fish out here? Koi fish? Mm-hmm. Yeah, koi fish. Do we used to have that at the rental house? You gone? We used to have that at the rental house. Yeah, we have when we move in, there were about 10 of them. And then they died. They take turn to die all. They all die. Right, man? Yeah. Do you remember that? Yeah. They hide and they die, all die. Oh, a big fish. Oh my god. Cái cảnh này rất là thơ mộng. Cái cảnh này mà có bồ bịch á. Bồ bịch mà dắt tay đi viên ngày cũng nhìn cũng là được lắm á nha cả nhà. Kéo bự. Có câu nói là bồ bịch dắt nhau đi vô nhà hàng ăn, còn mình là bồ bịch dắt nhau đi sở thú. Sở thú làm gì? Coi thú, coi ké. Nhìn chim. Thôi, cái mặt của mình còn đẹp hơn con cá kìa. Rồi. Chơi tí. Đi cái khôi này chắc lớn ở lâu lắm rồi, ở đây chắc cũng mấy năm rồi nó mới lớn cái này. Mùa lạnh cái này như mùa lạnh mùa nóng thì nó cũng sống được hết. Rất là cưng luôn nha cả nhà. Bông này mình tưởng là bông gì, bông giấy, ai gì không phải bông giấy nhưng mà rất là đẹp luôn á. Coi nè, anh quay vô coi, rất là dễ thương luôn. Ha. Bông này kêu bông gì thì mình không biết luôn á. Nhìn đẹp quá ha. Ok, đi xuống dưới kia coi thử coi. Over there.
The labyrinth maze, here I come. Here we go. There's no labyrinth maze here. No. It's not like here. Let me live my dreams, I turn. Bây giờ đợi, I'm hungry, I'm hungry. Đào hả? Đào lộn hộp hả? Đây gia đình của người Nhật. Vì tao tí trong sở thú nó có bán đồ ăn không đấy. Nó có cái biểu tượng này luôn nè. Tòa tháp này kêu bằng gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái 6 tòa hả? 6 tòa hả? Cái này cảnh hay cái này mà đi mùa hè là đẹp lắm á. Mùa hè bông đồ nó nở là đẹp lắm á. Giờ mà cũng còn thấy đẹp nữa đó. Mùa hè. Mùa hè rất là đẹp. Bên đây người ta cũng đi đông ấy á. No, người ta đi rất là đông anh. Đông lắm đó. Mỹ này mà, Mỹ này người ta đâu có sợ lạnh đâu. Việt Nam mình á, mùa hè á thì nắng quá, ở nhà sợ đen. Còn Mỹ á mùa hè thì nó rất là thích đi phơi nắng, da dê dễ nó nhìn thấy mạnh khỏe. Còn mùa đông á nó đâu có sợ lạnh. Gì vậy anh? Tàu lửa hả? Tàu lửa, ôi tàu lửa, tàu lửa. It's a train. Wow, it's a train, yeah. Oh. Wow, đây là tàu lửa. Thấy hả? Sơ đen chứ. Tàu lửa ở Mỹ nhé. Mấy cây này chắc ở có mấy mấy trăm năm rồi, mấy chục năm rồi. Cái này nó bự hơn mình nữa đó. Anh nên coi cái gốc cây nè. Anh quay gốc cây cho kẻ nhà coi nè. Cái cây này nó còn chắc mấy trăm năm. Anh quay vô coi nó to, nó bự dữ sợ luôn đó. Tụi đi cái khôi không có. Bông này không phải bông hồng nha. Bông gì đây? Bông gì mà đẹp vậy? Không hồng anh ơi, hồng mà cái hồng này nhìn cứng quá vậy. Hồng này hồng Japan, hồng của Nhật á cả nhà, không phải hồng Mỹ, không phải hồng Việt Nam nha. Cái hồng này chắc của Nhật á. Ê, đừng nghe hai. Nè, coi cái bông hồng gì ngộ quá vậy, nhìn rất là đẹp luôn ha. Ừ. Bông hồng này đẹp quá à. Cái này em nghĩ không phải bông hồng đâu. Đây hồng mà, coi nè. Thấy không? Thì đúng rồi, đây hồng lai. Này hồng lai. Nho mà nó cũng thiến được, không còn hột vậy ạ. Nho. Thank you. Sorry about that.
Nho, nho không hột gọi nho gì? Là nho thiến. Nho, nho thái giám. Thế là mày không à? Bè bè không? Cái nhà của Nhật kìa anh quẹ, coi cái nhà của Nhật. Ồ, oh, mình chưa vô hả? Tâm anh, can we go inside the house there? Ồ, đây nhà này có kiểu người Nhật ha. Dạ, giống người Nhật Việt. Mình vô được. Vô được không ta? Ờ, để cho vô mà. No, other side. Oh, the other side? Okay, get in. No, no. They do. No, they don't. Oh, no. Right here. They don't let you get in, Mary, the inside. No. They let you go, they let you look out. Ờ, đúng rồi đấy. Ờ, nó làm giống ai ấy ha. Usually they would put like tables and mats. Ờ, nhưng mà mình coi được mà. Well, thấy ra vô trong, I can see inside too. Vô thôi dậm dơ đồ người ta hết luôn ạ. Ừ, đúng rồi. Cái này trước nhà Nhật nó có một cái hàng trúc rất là xinh. Quay bên kia luôn nè anh, nó nguyên một cái hàng luôn á anh. Bên kia nè, thấy không? Đẹp ha, công nhận trúc đẹp không? Sao cây trúc nó nhỏ mà nó thẳng vậy? Ủa sao nó không có bự anh? Đúng rồi, nó như vậy. Cây trúc nó không có bự hả? Nó không phải giống cây tri hả? Hả? Cái nhà cây trúc sao nó nhỏ vậy cái nhà? Nó không giống cây tri hả cái nhà? Này nó suông thiệt là suông luôn. Cây tri nó còn có ngấn, cây trúc nó không có nha cả nhà. Mà quan trọng là cây trúc nó không có gai nha. Ha. Cho nên người ta mới làm cần câu. Ai xách cây tre ra làm cần câu. Ồ vậy hả? Mình cây tre thì mình để đến giặt, ai sẽ cầm cây trúc để đến giặt. Ồ vậy hả? Vậy là liệu yếu đào tơ là ở nhà lo cho chồng con chứ không được đi ra ngoài hả? Nằm mơ đi ba. Thời giờ là trai gái giống nhau, đàn ông cũng như đàn bà. Thời giờ thời giờ đàn bà con làm còn hơn đàn ông nữa đó. Đàn ông thời giờ ở nhà là nuôi con giặt giũ.